chào các bạn. Video hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách thu hút bọ rùa, một loài côn trùng có ích tới khu vườn rau hữu cơ trên sân thượng. Chúng ta đều biết rằng bọ rùa là sự hiện diện có giá trị trong bất kỳ khu vườn rau hữu cơ nào, do chúng thích ăn các cái loài côn trùng nhỏ chuyên gây hại và phá cây trồng. Trong khi thuốc trừ sâu hóa học thì gây nguy hiểm cho môi trường, còn bọ rùa là một cái hình thức kiểm soát dịch hại tự nhiên an toàn mà lại rất hiệu quả. Một số loài côn trùng có hại mà bọ rùa ăn thì bao gồm dẹp vừng, dẹp sáp, côn trùng có vảy, bọ phấn trắng và bọ trĩ. Những cái người bạn mà có đốm đen với màu đỏ hay là màu vàng này thậm chí còn ăn cả nấm phấn trắng hại trên cây ở trên vườn. Do đó cái việc thu hút bọ rùa là một trong những mong muốn hàng đầu của người làm vườn hữu cơ, và cái ước muốn lớn hơn là giữ chúng ở lại trên khu vườn của chúng ta rồi sinh con đàn cháu đống và quanh năm, quanh tháng, quanh ngày giúp chúng ta loại bỏ các cái loài côn trùng gây hại trên cây trồng. Chúng ta bắt đầu nói về cách thu hút bọ rùa đầu tiên, và mình nghĩ đây là cái mấu chốt của cái việc có hay không bọ rùa xuất hiện trên vườn của chúng ta đó ạ. Và cái điều đầu tiên để thu hút bọ rùa tới khu vườn của chúng ta là thức ăn. Đây là cái cách mà chúng ta vẫn làm hàng ngày đó ạ. Có thể là bạn không để ý mà thôi. Nào thì đi câu cá thì chúng ta cần có mồi giun, đi cắt vó thì cần rang thính gạo thơm, thật là thơm vậy đó. Và cái mồi thính thơm của bọ rùa là hai thứ phấn hoa và côn trùng gây hại. Chúng cần cả hai nguồn thức ăn nói trên để tồn tại. Khi những thứ này dồi dào thì bọ rùa sẽ vui vẻ di chuyển trong tự nhiên đến khu vườn của bạn và rồi hân hoan ở lại và cư trú lâu dài. Vâng, vậy là chúng ta phải quay lại cái câu chuyện hãy để khu vườn của bạn nở hoa trong video 023 mà mình đã chia sẻ khoảng một năm trước đây. Vẫn là chân tình khuyên các bạn là hãy trồng sen hoa trên vườn rau của chúng ta vì nó rất là tốt. Bạn hãy trồng một khóm hoa ở góc của chậu đất này, hay là rồi mình trồng riêng ra một cái chậu nhỏ và đặt chỗ nọ chỗ kia ở trên vườn. Đương nhiên ngoài cái việc hoa nở giúp thu hút bọ rùa thì nó còn có rất nhiều tác dụng hữu ích khác, vì bọ rùa chỉ là một trong vô số các cái loài côn trùng có lợi chúng ta cần thu hút đến cái khu vườn của chúng ta mà thôi. Thực tế thì có khá nhiều loài thực vật có phấn hoa, thậm chí cả mật hoa mà bọ rùa thích. Các bạn có thể hình dung đặc điểm chung của những cái loài hoa được coi là thính thơm của bọ rùa là hoa phẳng, có thể là cả bông hoa phẳng hoặc là cả chùm hoa nó phẳng, nơi có cái phần nhị xòe rộng ra, mở ra như một tấm thảm chứa đầy phấn, và bọ rùa có thể dễ dàng hạ cánh đáp xuống đậu lên để thưởng thức cái món phấn hoa yêu thích của mình một cách dễ dàng. Và do đó những cái bông hoa có cái phần nhụy nó sâu một chút thì bọ rùa hơi khó để tiếp cận để lấy thức ăn, nên là đó sẽ không là cái ưu tiên của chúng ta. Một lưu ý nữa là những cái bông hoa yêu thích của bọ rùa này thường là chúng thường có xu hướng là màu trắng hoặc là màu vàng. Vậy là vẫn một câu nói quen thuộc ạ, bạn hãy trồng đa dạng các cái loại hoa trên vườn. Tuy nhiên hãy cân nhắc các cái loại hoa mà bọ rùa yêu thích như sau. Thứ nhất là hoa cúc các loại ạ. Đặc sắc nhất thì vẫn là cúc vạn thọ, vì ngoài tác dụng thu hút bọ rùa thì nó còn có nhiều các cái tác dụng khác. Thứ hai là các cái loại hoa dạng chùm như là hoa rau mùi hay là hoa thì là, hoa hành hay là hoa ngũ sắc. Cái cây ngũ sắc này cũng rất là dễ trồng, bản chất là chúng là những cây mọc hoang hay là mọc dại trên đồi núi, nên là nó sống được ở trên cả những cái đất cằn, đất nghèo, cả nó nở hoa quanh năm. Bên cạnh đó thì các bạn có thể trồng hoa bướm, hoa bồ công anh hoặc là hoa hướng dương. Ngoài ra thì rất nhiều loại hoa nhỏ li ti của các cái loài cỏ dại trên vườn cũng là những cái bông hoa yêu thích của bọ rùa. Và mình không thể không nhắc tới hoa xuyến chi. Năm ngoái là mình có trồng được một bụi xuyến chi trên vườn, và mình để ý thấy là rất là nhiều bọ rùa và các cái loài ong bướm thì chúng đều rất là thích phấn mật của cái loài hoa hương đồng gió nội này. Mà cái cây xuyến chi thì lại rất là dễ trồng, hoa thì nó nở liên tục, nên là các bạn cứ nghe mình xui dại một lần, hãy trồng thử một bụi xuyến chi trên vườn nha. Và một cái nửa còn lại quan trọng hơn để thu hút và giữ chân bọ rùa, rồi khuyến khích chúng đẻ trứng để nở ra cái ấu trùng và phát triển thành những cái thế hệ bọ rùa tiếp theo trên vườn, là chúng ta phải đảm bảo rằng bọ rùa có đủ sâu bọ côn trùng hay là trứng của sâu bọ côn trùng trên cây trên vườn để ăn. Vẫn biết rằng cái món khoái khẩu của bọ rùa là dẹp vừng, nhưng chúng đồng thời ăn rất nhiều các cái loài côn trùng nhỏ và trứng của bất kỳ loài sâu bọ nào mà chúng tìm thấy ở trên cây. Ở đây thì chúng ta cần lưu ý là chỉ có bọ rùa trưởng thành mới ăn mật hoa phấn hoa thôi, hoặc là cái nấm mốc hình thành trên cây thôi. Còn ấu trùng bọ rùa thì 100% là loài ăn thịt, chúng chỉ ăn sâu bọ côn trùng mà thôi. Và thực tế là vào đầu vụ xuân hè, khi mà thời tiết nó ấm áp, thì bọ rùa trưởng thành sẽ có xu hướng tìm cái nơi có nhiều sâu bọ để đẻ trứng.
những cái quả trứng màu vàng trông như những quả bóng tí hon này thì thường được tìm thấy trên lá của cây, nơi có rất là nhiều dẹp sinh sống. Trứng thì sẽ nở sau 3 đến 5 ngày và ấu trùng bắt đầu ăn ngay sau khi nở. Khi chúng ta để ý quan sát một chút thì chúng ta đều thấy là các cái loài côn trùng chúng thường đẻ trứng ở nơi có nguồn thức ăn dồi dào, để con cái của chúng từ khi nở ra là đã sẵn đồ ăn ngay bên cạnh. Chưa kể đến nhiều loài ký sinh ấy, là ví dụ ong ký sinh ấy, là chúng còn đẻ trứng lên cơ thể của con mồi và trứng nở ra là ăn thịt con mồi luôn. Vậy nên là cái việc duy trì một số lượng sâu bọ côn trùng nhỏ nhất định ở trên vườn là cái điều kiện bắt buộc nếu mà bạn mong muốn bọ rùa sẽ chọn khu vườn của bạn để đẻ trứng và nhân đàn. Điều này thì nghe có vẻ là phản tác dụng ạ, nhưng thực tế là không có cách nào khác. Đến đây thì chúng ta lại quay lại với cái nội dung trong video 033 bẫy cây trồng mà mình cũng đã chia sẻ cách đây tầm 1 năm. Đấy. Chúng ta nên trồng cây bẫy, chúng ta phải tạo những cây hy sinh, hay nói cách khác là chúng ta nên trồng những cái cây làm mồi nhử để thu hút dẹp và duy trì dẹp vừng tồn tại trên vườn. Chẳng có cái chiến thắng nào là không có mất mát hy sinh cả. Giống như là khi chúng ta làm thương mại, khi đi buôn ấy, bạn muốn thu lãi thì bạn muốn có lời thì đầu tiên là bạn phải đầu tư, phải bỏ vốn ban đầu, đúng không ạ? Hãy xem lại video 033 của mình trước khi bạn tiến hành trồng cây bẫy nha. Và danh sách những cái cây màu thu hút dẹp trên vườn bạn có thể tham khảo là cây cúc vạn thọ, cây sen cạn, cây rau mùi, cây thì là, hay bất kỳ một cái chậu rau nào trên vườn mà bạn đang bị dẹp tấn công. Hãy cách ly những cái chậu rau đó ở một góc xa và sử dụng luôn làm cây hy sinh để thu hút bọ rùa. Nói chung là phương pháp này thì cũng là khó và cần có kinh nghiệm. Và với mình thì không có cái cách nào để bạn có thể cải thiện cái kỹ năng và kinh nghiệm để có thể sử dụng thành gọi như là thuần thục cái phương pháp sử dụng bẫy cây trồng ấy tốt hơn. Là trải nghiệm và thử nghiệm thực tế và làm thực tế trên khu vườn của chính mình. Như vườn sân thượng nhà mình năm nay là mình trồng được khá nhiều hoa sen cạn. Cái hoa sen cạn nó mọc khắp nơi và đến bây giờ là đang ở giữa tháng 5 rồi mà vẫn có rất là nhiều hoa. Chỉ thấy là hoa nó nở nhỏ hơn cái vụ đông. Cành thì không mập như vụ đông và lá không to như là cái ngày còn lạnh thôi. Và mình thấy trên vườn của mình là nhiều bọ rùa hơn hẳn. Nhiều đến mức ạ. Có những lúc thấy cái bọn ấu trùng, bọ rùa nó đói, nó chạy khắp nơi để đi tìm dẹp để nó ăn. Và nhiều khi mình lên vườn là cái ấu trùng ấy, bọ rùa nó từ cái dàn leo đứng hay là từ dàn ngang là nó rơi cả vào tay và người của mình. Năm nay là nhà mình đúng phải nói là bội thu bọ rùa trên vườn. Chưa bao giờ nhiều bọ rùa như năm nay. Đúng thật thế ạ, bây giờ đi đến cây nào cũng thấy có bọ rùa và mỗi lần mà hái rau hay hái quả là phải để ý xem ở trên đấy là có bọ rùa hay là cái ấu trùng bọ rùa không, để nó lại ở giữa lại trên vườn trước khi mà mang xuống dưới nhà là rửa và nấu. Rồi, chúng ta nói xong về điều thứ nhất. Điều thứ hai ạ, sau thức ăn thì là chúng ta cần có nước uống nha các bạn. Nhà mình là có nuôi ong mật nên là lúc nào cũng có cái lưu ý, một cái thói quen ấy là mình tạo những cái máng nước để cho ong uống. Đặc biệt là mùa hè nắng nóng như mấy ngày hôm nay, ong mật thì nó rất là cần nước để nó tha về, nó làm mát tổ. Nên là mình, thực ra mình cũng không cầu kỳ, mình chỉ làm những cái chiếc cốc nhỏ, rồi mình bỏ vải cũ, rồi bông gòn hay là cái miếng bọt biển vào. Sau đó thì khi mà tưới rau ấy, thì mình tưới, mình để ý xả nước cho cái bát đó, cái máng nước đó nó luôn là, nó luôn ướt là ok. Thực ra bọ rùa thì cũng lấy cái nguồn nước khá nhiều từ các loài côn trùng mà chúng ăn thịt, nhưng thực tế là chúng vẫn có nhu cầu uống nước một chút thôi ạ. Và nếu bạn không cầu kỳ thì mình nghĩ cũng không cần tạo những cái máng nước cho chúng như mình, bởi vì đôi khi chúng ta tưới rau trên vườn thì nước đọng lại trên lá cây, cành cây cũng thoải mái để cho bọ rùa uống rồi. Và vậy là sau thức ăn ạ, rồi đến nước uống. Tiếp theo là chúng ta cần cung cấp nơi trú ẩn vào mùa đông cho bọ rùa. Trời lạnh thì bọ rùa sẽ có xu hướng là trú đông nha các bạn. Đơn giản lắm ạ, trên vườn bạn cứ che phủ đất trồng nhiều, các bạn che phủ cao như mình đã chia sẻ là ok. Chúng sẽ chui rúc vào những cái vật liệu che phủ trên thùng đất trồng của chúng ta để ẩn náu và tránh rét. Sau đó khi trời nó ấm áp trở lại thì chúng ta lại đón chào những con bọ rùa đói và háo ăn xuất hiện trên vườn và xử lý dẹp cho chúng ta luôn và ngay. Bởi vì đúng cái lúc mà trời ấm áp cũng là lúc mà dẹp xuất hiện trên vườn và hoạt động rất là mạnh mẽ.
Rồi sau khi ăn dẹp đầu mùa được từ 2 đến 3 tuần thì bọ rùa bắt đầu đẻ trứng và chúng ta có cái nguồn bọ rùa liên tục trên vườn nhà. Điều này thực tế thì đúng là một cái món quà của thiên nhiên đối với lại tất cả mọi người làm vườn hữu cơ vậy. Vâng, vậy là chúng ta đã đi tới gần tới hồi kết của công cuộc thu hút bọ rùa trên vườn rồi ạ. Ý cuối cùng là chúng ta cần tạo một cái môi trường an toàn lành mạnh trên khu vườn để bọ rùa được bảo vệ và được sinh sống vui vẻ bền lâu. Và một yếu tố để giữ cái môi trường an toàn lành mạnh cho khu vườn là chúng ta nói không với thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật. Việc phun xịt thuốc thường xuyên liên tục trên vườn là một cái thói quen cần được thay đổi. Và nếu bạn đã xem đến tận cái kết thúc của video 076 của mình, một cái video bàn chuyện phiếm về các cái loài sâu bọ côn trùng trên vườn rau hữu cơ, thì các bạn sẽ hiểu ý của mình. Và chắc chắn rằng nếu bạn muốn bọ rùa ở xung quanh vườn hay là bất kỳ một loài côn trùng có ích nào khác nó sinh sống trên khu vườn của chúng ta, thì bạn phải ngừng sử dụng thuốc trừ sâu ngay lập tức. Vâng, nói đi nói lại thì bọ rùa cần những cái thứ mà tất cả mọi sinh vật khác trên trái đất này đều cần, kể cả con người của chúng ta vậy đó. Chúng là thức ăn, nước uống, nơi trú ẩn và một môi trường sống an toàn lành mạnh. Đến đây thì các bạn biết là chúng ta cần làm gì để biến cái khu vườn của chúng ta trở thành cái ngôi nhà vui vẻ hạnh phúc của những cái chú bọ rùa đáng yêu và rất là nhiều lợi ích này rồi, đúng không ạ? Và mình cũng xin được dừng cái video hôm nay tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong một video tiếp theo trong một ngày gần nhất nha. Cảm ơn mọi người nha. Bye bye.